Nhà ngoại giao hàng đầu của Liên hiệp châu Âu cho biết các cuộc thương lượng về tự do mậu dịch với Việt Nam đang có tiến bộ, nhưng cần một lực đẩy phối hợp để đôi bên có thể đạt được thỏa thuận chung cuộc trong năm nay. AP dẫn phát biểu của bà Catherine Ashton hôm 12 tháng 8 khi ghé thăm Hà Nội, nói rằng các cuộc đàm phán này sẽ có thêm xung lực mới khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC, ông Jose Manuel Barroso, công du Việt Nam trong tháng này. Và bà hy vọng EU sẽ sớm chung quyết một thỏa thuận tự do thương mại với Việt Nam trước cuối năm. Truyền thông trong nước thuật lời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị EU sớm thông qua Hiệp định Hợp tác và Đối tác Toàn diện PCA và đúc kết các cuộc thương lượng về thỏa thuận tự do mậu dịch FTA giữa Việt Nam với EU. Các cuộc đàm phán về thỏa thuận PCA kết thúc hồi giữa năm 2012 nhưng chưa được EU phê chuẩn. Các vòng thảo luận về FTA đang được tiến hành và giới hoạt động nhân quyền cho biết có thể sẽ chung kết vào tháng 10 tới đây. Thủ tướng Dũng nói rằng giữa những tiềm năng hợp tác to lớn của đôi bên, việc phê chuẩn PCA và ký kết FTA sẽ thúc đẩy quan hệ thương mại đầu tư Việt Nam-EU phát triển thịnh vượng. Trước chuyến thăm Việt Nam của người đứng đầu chính sách đối ngoại EU, đã xuất hiện nhiều lời kêu gọi châu Âu nên cân nhắc các điều kiện nhân quyền khi thảo luận về thương mại với Hà Nội, giữa bối cảnh vi phạm nhân quyền trầm trọng vẫn đang tiếp diễn tại Việt Nam. Mới hôm 8 tháng 8, Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền FIDH gồm trên 100 tổ chức thành viên đã đệ đơn khiếu nại lên thanh tra của Liên hiệp châu Âu, yêu cầu xem xét việc Ủy ban châu Âu EC từ chối không đánh giá tình hình nhân quyền tại Việt Nam trong các cuộc thương lượng về thỏa thuận tự do mậu dịch giữa EU với Hà Nội. FIDH lên án việc EC đề nghị giao thương bình thường với Việt Nam trong lúc các giới chức hàng đầu của EU thời gian gần đây liên tục đã kích thành tích nhân quyền của Hà Nội. Chính bà Catherine Ashton, đại diện tối cao của Liên hiệp châu Âu về chính sách an ninh và đối ngoại, cũng đã từng lên tiếng bày tỏ quan ngại trước các vi phạm về quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam. Bà Gail Dusseldorf, đại diện Liên đoàn Nhân quyền Quốc tế ở châu Âu, nói nhân quyền phải có vị trí trọng tâm trong các mối quan hệ với Việt Nam, cần phải được ưu tiên trên tất cả các lợi ích về kinh tế. Đánh giá tác động nhân quyền sẽ giúp soi rọi cho tất cả những sự cải tổ cần thiết trong các thỏa thuận quốc tế và đồng thời cũng có ảnh hưởng rộng lớn hơn đối với các nước vi phạm nhân quyền khác trong khu vực ASEAN mà EU đang tiến hành thương lượng các thỏa thuận. Ngoài thỏa thuận tự do mậu dịch với EU, Việt Nam đang đàm phán gia nhập Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương TPP do Mỹ dẫn đầu. Hà Nội cũng đang đối mặt với những lời kêu gọi từ các nhà lập pháp Hoa Kỳ và giới bảo vệ nhân quyền, yêu cầu không cho Việt Nam làm thành viên TPP, chừng nào thành tích nhân quyền trong nước được cải thiện một cách cụ thể như phóng thích tù nhân lương tâm hay sửa đổi các điều luật dùng để trấn áp quyền tự do ngôn luận và bỏ tù những tiếng nói bất đồng chính kiến. Các áp lực về nhân quyền Việt Nam đặc biệt trỗi dậy mạnh mẽ mỗi khi Hà Nội sắp bước vào các sân chơi quốc tế, như đã từng thấy trong quá khứ khi Việt Nam chuẩn bị gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới hay Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Chính phủ Việt Nam khẳng định, tuy vẫn còn nhiều điều cần khắc phục, nhưng nhân quyền trong nước luôn được tôn trọng.